Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Tanaka. Và nó có cái tên riêng là B270 các bạn. Cây Tanaka này nó có cái nòng là 35 ly các bạn. 35 ly rất là khỏe luôn. Và đặc biệt là nó thiết kế cái buji đứng ha, nó càng khỏe thêm nữa các bạn. Thì đứng nó cả nó nổ ngay điểm giữa bích tông, do đó là nó cái bích tông nó hấp thụ năng lượng toàn bộ luôn nha các bạn. Do đó là nó thiết kế buji đứng là máy càng khỏe thêm nữa ha. Cái Tanaka này nó có cái chụp giật trợ lực các bạn. Giật rất là sướng luôn, dày mới tinh luôn ha. Rất là đẹp. Đây các bạn xem quan sát cảnh xem. Made in Sa Păng ha. Đấy. Tanaka. Nó chạy cái chế quạt khí hai kim nha các bạn. Chế quạt khí Zenwatt Komitsu hai kim. Rất là xịn sò luôn. Ở đây nắp xăng nó kín nha các bạn. Nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Gồm có xăng cộng với nhớt nha. Tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên pha là 1 lít xăng pha tối thiểu cũng phải 50 cc nhớt nha các bạn. Tối thiểu 50 cc nhớt, các bạn có thể tăng lên 60, 70 cũng được nha. Không có hề gì hết ha. Cái máy mình đủ nhớt thì bộ phận quan trọng nhất nó không bao giờ bị hư. Đó là dàn hơi của nó gồm có sơ mi, bích tông và bạc ha. Kế tiếp nữa là đạn dên ha. Đạn dên thì cái gọi là nội thất đó. Nếu mà nó đủ nhớt rồi thì nó cái nội thất nó không bao giờ bị chảy xước hay là có sự cố gì hết ha các bạn. Nó chỉ mình dừng nhớt mà đã dở quá thì lâu lâu thì nó đóng cái bô rồi mình cạy cái bô ra mình làm thông đường đường thoát thì nó ok rồi các bạn. Còn nếu các bạn trường hợp các bạn dùng nhớt mà thiếu rồi thì nó gây nên xếp bạc ha. Xếp bạc đóng nòng dơ nòng ha, đủ thứ là chướng ngại hết. Thiếu nhớt rồi thì máy bị xếp bạc, đầu tiên là bị xếp bạc, sau đó là nó dính nòng và kế tiếp nữa là nó chảy xước sơ mi bích tông, bỏ luôn ha, bỏ máy luôn, là đó là thiếu nhớt ha. Thiếu nhớt là dưới 50 cc các bạn, mà gặp các bạn pha dưới 50 cc gặp nhất điểu nữa thì các bạn coi như đi toi cái máy à. Ở đây Tanaka nó đóng nổi ở đây ha, có made in Sa Păng nữa nè. Đây các bạn quan sát xem nó nồng 35 ly, rất là khỏe. Tình trạng máy là mới chát luôn, mới giống gần giống như đập thùng các bạn. Bạn quan sát xem tung rồi ha, phải nắm như gà xịn ha, công tắc nhật ha, đấy cần láp màu đen ha. Tay nắm phía trái đây ha, tay nắm phía phải đây, tay ga đây ha, rất là đã luôn. Cần lắp đèn rất là đẹp, cùi nó có chống dính cỏ nữa. Rất là đã luôn. Dính cỏ nó thuồng lên xuồng lên vậy, cỏ nó không bám vào được ha. Ở dưới này có chống mài mòn luôn các bạn. Đây, cái máy này mình đây B270 nòng 35 ly ha. Tanaka buji đứng chạy chế hai kim, rất là khỏe và rất là dễ sử dụng luôn các bạn. Độ bền thì không tính thời gian ha. Mình nổ thử cho các bạn xem nha. Nó chụp giật trợ lực nha các bạn, kéo chơi chơi là nổ rồi ha. Đây, hơi nữa. Hơi thật 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 ha. Rồi, nổ nha các bạn. Tắt nha. Nổ nha. Nổ nha. Nổ nha. Đây. 270. Giật nhẹ tưng luôn. Em bé giật cũng nổ nữa các bạn. Bé giật cũng nổ luôn. Ha.
nhiệt quá nhẹ, thiếu tua ha. Rồi đến mình nổ lớn cho các bạn coi nha, chạy xanh trời luôn ha, rất là mướt luôn. Quá chắc luôn, rất là chắc ha. Rồi mình tắt nữa bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Tanaka B270 đến đây tạm dừng. Các bạn xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.